Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày 27 tháng 11 2020 có những nội dung chính sau đây. Việt Nam sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ tịch ASEAN 2020 trong việc hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia. Nhằm nâng cao ý thức và góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các bé, mầm non và tiểu học, Bệnh viện Đa khoa An Việt đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình khám sức khỏe y tế học đường cho gần 30 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trường tiểu học Lê Ngọc Hân là một trong gần 30 trường học được Bệnh viện An Việt lựa chọn khám sức khỏe miễn phí đầu năm học 2020-2021 cho các em học sinh. Tham gia vào buổi khám sức khỏe sàng lọc các bệnh lý học đường, Bệnh viện An Việt và Phòng khám Đa khoa Bà Triệu đã tiến hành khám các chuyên khoa như mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, nội nhi và tư vấn dinh dưỡng cho trên 1.500 em học sinh. Khám cho con sức khỏe, ở khám con thấy rất là vui và cái mắt của con với cả mũi tai với họng thì con sẽ biết được là con bị làm sao hoặc là con như thế nào để con có thể bác sĩ có thể giúp con là đỡ bị cái này cái nọ hơn. Có bác sĩ khuyên con là nên bơi nhiều ở trong nó cao bởi vì chiều cao của con vẫn chưa tương đối lắm. Các bác sĩ đặc biệt chú trọng thị lực và các bệnh viêm đường hô hấp trên là bệnh thường mắc phải ở độ tuổi tiểu học. Khi khám bệnh, các cháu đều có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh. Kết quả kiểm tra sức khỏe của các em sẽ được cán bộ y tế của bệnh viện ghi chép cụ thể trong sổ theo dõi sức khỏe và được bộ phận y tế nhà trường kết hợp với giáo viên các lớp thông báo đến phụ huynh. Phối hợp giữa y tế chúng tôi này với quận Hai Bà Trưng này với nhà trường phụ huynh, đấy bốn khâu ấy chặt chẽ thì cái việc chăm sóc các cháu sẽ được tốt hơn, đầy đủ hơn và sớm hơn, cho có lợi sức khỏe cho các cháu. Mình phân loại tất cả các bệnh về học đường, ví dụ như là bệnh cận thị học đường và rồi hiện tại bây giờ là về cái vấn đề dinh dưỡng, tức là cái béo phì rất là nhiều và để sau đó là răng mặt, răng miệng. Đấy, mình tư vấn cho phụ huynh, cho trường học trong công tác chế độ ăn và cái chế độ về ánh sáng thôi cho các cháu. Chương trình khám sức khỏe y tế học đường dành cho học sinh tiểu học khu vực quận Hai Bà Trưng được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp. Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa của Bệnh viện Đa khoa An Việt chung tay cùng nhà trường chăm sóc, giáo dục đối với thế hệ em nhỏ, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Chương trình khám sức khỏe y tế học đường được triển khai từ đầu tháng 10 cho đến hết tháng 12 năm 2020. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!